Tết này ông tính đi du lịch ở đâu thế? Chắc đi biển với bạn gái cho lãng mạn quá. Trời ơi, thề với ông á là biển nào cũng đông nghẹt, không có chỗ tắm đâu. Thế thì đi đâu bây giờ, bạn gái tôi thích biển thôi, thế mới đâu chứ, Tết nào cũng cháy túi. Thay đổi không khí đi ông ơi, giờ này đi biển là xưa rồi. Thế đã bao giờ đi rừng hay thác gì chưa? Chưa, bầu đi rồi hả, có gì kể tôi nghe coi. Lên Tây Nguyên vừa đi thác đi rừng, vừa được cưỡi voi, lại được khám phá vùng đất của cà phê nữa đó. Còn gì đặc biệt nữa không, bật mí luôn đi. Lên Google gõ coffee tour là ra hết à. Sau Tết một cái là vào mùa lễ hội cà phê, bao đẹp luôn. Mà cũng dễ lắm ông ơi, ông với bạn gái ông tích cực đến quán cà phê Trung Nguyên tại thành phố Hồ Chí Minh là có cơ hội trúng coffee tour à. Tiết kiệm thế còn gì, đang diễn ra đấy, ngày đầu cuối tháng 2 là hết rồi, tranh thủ ngay đi. Wow, tích dữ vậy bà, nhất định Tết này bằng mọi cách phải kiếm được vé đi coffee tour thôi. Hưởng ứng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2013, khám phá thủ phủ vàng đen. Truy cập website www.coffeetour.com.vn hoặc Facebook lễ hội cà phê 2013 để biết thêm thông tin chi tiết.